Ở bên đây em chở khách đi ăn đám cưới nha anh chị em. Đây một xe luôn nè. Đó, báo cáo lên cho mấy người trên YouTube người ta biết. Đăng ký bài hát mà người ta đưa micro luôn anh em. Chưa hát. Ê, chở khách đi đám cưới nha anh em. Đây là 4 vị khách nha, 1 nè, 1, 2, 3, 4 nè. Đó. Hãy subscribe.
Yeah.